Chào cả nhà nhá. Một Gmail mình có trả lời này. Nhờ sửa lò vi sóng này. Tôi 68 tuổi, đã theo dõi kênh của Vũ Kiên khá lâu, biết Kiên không nhận sửa máy nhưng vì hết cách rồi đành phải gửi mail. Này nhờ, nhà tôi có lò vi sóng Samsung bị hỏng bản mạch điều khiển, có đem đến dịch vụ bảo hành thay bảng mới. Tức là đến hãng họ sẽ thay bảng mới đấy và rất đắt. Nhưng chỉ vài tháng lại hỏng lại. Lại dịch vụ bảo hành thì hết đồ thay, tức là đã hỏng rồi mà cái bác này lại đem tới thì dịch vụ bảo hành đến nơi bảo hành thì họ bảo hết đồ thay. Nó bỏ xó mấy tháng nay, lúc trước thấy Kiên có độ chế bảng mạch nên rất muốn Kiên nhận làm giúp. Chứ không có nó cũng khó chịu lắm. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu được tôi gửi ra nhé, rất mong trả lời. Thì đây là một trong những rất nhiều những cái Gmail mà mọi người gửi, thì có Gmail thì mình có thời gian mình đọc và mình trả lời, còn có những cái Gmail thì mình cũng không có khả năng trả lời hết được. Đây này, cho các bạn xem này, bác ấy gửi mấy lần ấy, mình mới có thời gian mình đọc thấy và mình đọc thấy các bạn ạ. Đây là những ảnh của cái lò Samsung thôi đấy, nó ban đặc trưng là đứt mạch dẫn tới hỏng phím và có phương pháp độ nha. Thì thực sự là mất rất nhiều bạn xem kênh của mình cũng theo hướng dẫn của mình, cũng như là các bạn chỉ cần mình nói nó qua loa thôi các bạn đã hiểu và các bạn cũng vẫn làm được bình thường. Nhưng rất tiếc là ở cái bác khách hàng này ở quê bác ấy thì lại không có ai làm, mà đến dịch vụ thì rất là đắt, đúng thực sự đến dịch vụ thì đắt cực kỳ luôn. Mình vừa mới ngồi mình mới lướt qua một loạt những cái Gmail thì thực sự mình không thể trả lời hết được các bạn ạ. Toàn những nhờ sửa kích điện này, rồi sửa biến tần này, rồi sửa nguồn tổ ong này, sửa quạt này, sửa bếp từ Hepfrey này, sửa mạch điện xe lưng này, nhiều lắm mọi người ạ. Ôi dồi ôi, một ngày có khi mình nhận cực kỳ nhiều mà vì mình không có khả năng làm nên mình cũng không có khả năng mà trả lời luôn. Nên bác nào mà đã từng gửi Gmail cho mình mà mình không trả lời lại thì mọi người thông cảm nhá. Mình không đọc được là một, hoặc là mình không nhận sửa. Thôi quay trở lại cái bo mạch lò vi sóng để mình sẽ xử lý cho bác này nhá. Bo đây các bạn ạ. Lò vi sóng Samsung, lò vi sóng Panasonic. Rồi rất nhiều lò vi sóng với cái thiết kế phím nhìn rất sang đẹp như này. Nhưng mà nó chỉ là những cái phím ấn, nút ấn thôi. Nhưng mà nó thiết kế kiểu như mình hay nói như bàn phím laptop, bàn phím PC ấy. Nên do đó mà nó hay bị cái lỗi như thế này. Ôi sao con này nó lại lõm vào như này nhỉ? Các bạn chờ mình bóc hết ra nhé. Thì nhìn qua thì cái lò vi sóng này, cái lò vi sóng không có lướng, chỉ là có vi sóng thôi, nên do đó nó có một cái dơ le này và một con dơ le bé để cấp nguồn cho đèn, cho quạt vân vân thôi nhá. Nguồn của nó thì vẫn là dùng là LK364 nhá, dạng nguồn cách ly nhá, có ACDS nhá, 2PC887. Đúng là trong đấy là vùng gần biển hay sao mà nhìn cũng xỉn dỉ ghê này. Ngoài Bắc này chứng tỏ không xỉn dỉ nhiều ấy. Chắc chắn là nó hỏng cái này rồi, nó hỏng đất đất mạch ấy. Thì nhiều bạn bảo mua sơn để vẽ, nhưng thực sự là mình cũng chưa tìm được cái loại sơn nào mà vẽ được, nên lại để lâu nó toàn hỏng thôi. Để lâu cái sơn ấy. Còn có cái mực than thì không được đâu nhá, nó phải là cái loại sơn bạc cơ để nó dẫn điện tốt các bạn ạ. Thì nhìn qua thì mình sẽ quan tâm các phím này mình sẽ làm này. Là phím dừng hủy và phím bắt đầu, hai phím rất là quan trọng. Và tiếp theo là phím vi sóng, là phím chọn cái mức độ công suất. Và tiếp nữa là phím 10 giây, 1 phút, 10 phút. Và nếu có thể là độ thêm cả phím 30 giây nữa. Tức là chúng ta để 1 phút này, chạy đến còn 20 giây nữa là nó về. Tức là chạy từ 1 phút là từ 60 giây, nó về đến 20 giây rồi. Mình cảm giác chưa đủ nóng ấy, thì chúng ta sẽ còn 20 giây, chúng ta bấm 30 giây. Bấm thêm này thì nó cộng thêm, vẫn là chạy và nó cộng thêm. Khá là hay thằng Samsung có thiết kế này nha. Ngày xưa mình dùng là lò Samsung mình biết như thế. Còn bây giờ thì mình dùng nó loại gì rồi nhỉ? À, LG, nó hơi đặc, hơi không khó chịu một chút. Nhưng mà cái thằng này nó có cái hay là khi mình đang nấu ở công suất lớn nhất chẳng hạn, mình ấn chạy, xong rồi mình ấn tạm dừng
Sau đó là mình có thể ấn cái nút này để có thể thay đổi được công suất mà mình ấn tiếp được. Như thằng LG nhà mình kia là muốn thay đổi công suất này là phải xóa hủy luôn cái chế độ ấy đi rồi mình chọn lại từ đầu. Nên đôi khi dùng cái LG hiện tại đang hơi bất tiện hơn so với thằng Samsung ngày xưa. Mình cảm giác dễ chịu và nhanh hơn. Vừa cộng thêm được này. Thì thằng kia cũng cộng thêm được, nó có cái rút tròn, thằng LG nó có cái xoáy tròn. Tức là đang là còn 20 giây mình vặn này có để thêm được nhiều giây nữa các bạn ạ. Nên đó này mỗi hãng nó có một kiểu thiết kế khác. Và con này thì mình sẽ độ phím cơ, phím nút ấn để sau này hỏng này thì bác này có thể đem đi thợ họ cũng thay được cái phím đấy mọi người nhé, để cho nó sau này nó hỏng cái khác thì nó không hỏng cái phím này nữa. Và có bạn nào bảo là độ thì độ cho người ta hết, phím tiết kiệm điện này, phím đồng hồ, phím này đi, thì độ thì mình cũng độ được tất cả đấy, nhưng nó lâu. Với này với mình đã có kinh nghiệm dùng thì mình thấy không cần thiết nha mọi người nhé, không cần thiết. Thì tất nhiên là mình độ ít thì mình sẽ lấy tiền ít các bạn nhé, mình độ đủ hết thì mình sẽ lấy tiền nhiều. Thì cái vấn đề ở đây là mình đang rất nhiều việc nên mình chỉ độ những cái phím thông dụng. Cũng như biết từ tại sao mình chỉ độ cái phím là tắt bật và tăng giảm mỗi thế thôi là nó đã sẽ chạy được rồi. Những cái bếp từ lẩu ấy các bạn ạ. Ok nhá, bây giờ thì phải test thử xem nó còn lên được không đã các bạn ạ. Đây xem cái bo cái đã. À có con ốc ở đây. Đấy chúng ta sẽ thấy chúng ta lên cứ trau dồi kiến thức. Làm nghề làm sao thật giỏi và không lừa lọc khách hàng là chúng ta vẫn có thể mưu sinh kiếm sống được bằng cái nghề này. Bởi vì rất nhiều nơi là không có thợ sửa được. Mà cái ban này thì mình đã chia sẻ quá nhiều rồi và nhiều người không còn chia sẻ, họ cũng có biết cách làm rồi. Cái này chỉ đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và không xảy ra là nhầm lẫn một chút về câu kéo là được thôi các bạn nhé. Bo này chắc là vẫn ok, cứ kệ thôi mọi người nhé, nhưng mình phải test. Ở đây nó có một cái rắc này nhá, để cắm vào cấp nguồn cho cái phần cấp trước này. Thì chúng ta sẽ nhìn này, cái chân này nó đi tới đây, nó đi qua một cái gì đó chính là con PTC hoặc là TC đấy nhá, và nó đến cầu chính điêu. Còn cái chân này thì nó lại đi qua con diode này đó, sau đó đi vòng nó đi qua cái diode này. Như vậy là mình sẽ hiểu được ấy, là mình sẽ cấp 220 là đây và đây, và khi mà có điện ấy và ok ấy, đóng cửa mở cửa ấy, thì nó cái dây AC này này nó sẽ đóng từ điểm này sang điểm này, nó là một cái tiếp điểm của cái nó là tiếp điểm của con dưa lai bé nhá, con dưa lai bé bên trong này này, để cấp cho quạt, cấp cho đèn các thứ đấy các bạn ạ. Này đây ra đến đây. Còn cái chân này thì bỏ trống, chúng ta thấy này, nó sẽ sử dụng những cái quay dưa le khác nhưng họ đang không dùng nhá. Như vậy là chúng ta sẽ biết là mình sẽ cấp. Nói lằng nhằng đấy là vấn đề là để dò biết là câu ở đâu. Chứ bây giờ mà chúng ta chả biết, chúng ta này câu sử 220 sang cái bên này nó cắm cái thì nó nổ, nó chết sử vào mạch luôn các bạn ạ. Nên chúng ta phải nhìn để biết được câu chỗ nào. Con này mình cần phải test xem nó có lên nguồn các thứ không rồi các bạn. Họ để vào để mấy tháng rồi mà mình thấy linh kiện nó đen lắm. Do môi trường, môi trường để, do thời gian. Đây này, cho mọi người nhìn này. Máy đang lấy nét tự động nên mọi người thông cảm nha, nó từ từ xong nó sẽ lấy nét được. Này, chân diode xung chỉnh nêu ra này nó cứ xỉn xỉn này. Nó kiểu như khói bụi hoặc cái gì lớp gì ấy, nhưng nó lại không dỉ các bạn ạ. Buồn cười ghê nhỉ, đây này. Đó là môi trường, nó khác môi trường quê mình. Đấy, ban điều khiển TV điều hòa đa năng các loại này. Đấy, có lên ok. Kêu tít giờ này. Đấy, thằng này nó chuyên thế các bạn ạ. 12 giờ đẹp. Ok, bây giờ chuyển sang câu chỉnh sửa luôn. Thử ấy luôn, không cần lằng nhằng xem test xem phím nào đứt nữa cả. Còn ngày xưa thì thay bảng mạch rất đắt nhưng mình cảm giác có phải thay không hay là họ tháo ra họ sửa để nhìn xem nhé. Nên bây giờ là họ không sửa được nữa, họ bảo không còn nữa. Mình có mail với bác này là nói luôn là mình sẽ độ phím cơ cho, bác ấy đồng ý ngay lập tức nhá, chứ không phải sửa zin làm gì nữa cả.
Bây giờ dò thôi, để câu thôi. Có cách dò như nào mình đã chia sẻ rồi nhá. Khi sửa là cần phải phá đã các bạn ạ. Phá hết đi đã. Quá dính luôn. Đó, đã phá xong. Còn lỗ các bạn ạ. Phím của mình mua cái phím kiểu này là dành cho thay cho cái quạt Mitsubishi các bạn ạ. Đã xong tất cả các phím nha, bây giờ bắt đầu câu dây. Sau khi câu xong thì đổ cho keo 7.4 trên các phím này cho nó giữ cho đỡ bật, còn đâu mình đang phải hàn giữ bằng dây giường. Thì bây giờ muốn câu nó thì phải lợi dụng cái này để xem là cái phím dừng này là chính là cái phím này nó sẽ là đi về hai chân nào của cái vỉ này để chúng ta sẽ câu tới nha. Ma trận phím à, đây được gọi là ma trận hàng cột chứ không phải là ma trận phân áp. Kênh của mình chia sẻ quá rất nhiều về cái kiến thức rồi, về ma trận phím nó như nào mình đã chia sẻ hết rồi các bạn ạ. Thì đây là ma trận hàng cột. Cái cáp này nó sẽ chia thành hai nhánh, nó có rất nhiều chân, nó sử dụng trên là 4 con, trên là 4, là 1, 2, 4 và dưới là cũng là 4, là 9, 10, 11, 12, còn 13, 14 nó bỏ. Thì mình có thử, mình có dò về cái mặt bên này nha. Thì như là cái chân số 10 là đây, đó, chân số 11 thì đây. Tóm lại là bây giờ cứ câu thôi, nó rất nhiều chân trùng nhau để câu thôi mọi người nhé. Có cái mặt bên này thì nó hơi ít chân câu một chút, nhưng thôi vẫn câu theo như một cái mớ mặc nhiều mặc nhện bên trong, nhưng mà nó quá là bền mọi người ạ. Phím mình đã trao ít nhớt cho nó bền đấy các bạn. Vãi quá các bạn ạ. Câu vào thì bấm được đúng chỉ mỗi bậc phím 30 giây thôi, mặc dù mình dò rất chuẩn không sai nguyên nhân này. Lúc đấy thì mình câu mình vẫn để cái collect này để lại, còn mình không tháo cái collect này ra. Mình cũng chả hiểu sao cái vết đen đen này là cái gì mà nó chập hết như này. À, các bạn nhìn thấy chập không? Nó dò hết các chân, đã nhã các chân như này, nó phải tách cách nhau rồi. Nhưng không hiểu sao nó có cái xỉn đen gì nó làm cho chập hết rồi. Nên có khả năng là đôi khi cái con này nó không hỏng đâu, nhưng vì bóc hỏng rồi thì vứt đi thôi nhá. Nguyên nhân của nó khả năng là chân bị chập, dẫn tới không bấm phím được. À, mình đã chót độ rồi thì mình cứ độ thôi. Nhưng mà cũng có khả năng là nó bị cái bệnh kép các bạn nhá. Chả hiểu sao chập hết như này luôn. Thế là mình có câu hết dây rồi này thì bật nó cũng chả được các bạn ạ. Nên do đó mình có dò trên mạch và mình tháo cái chân collect ra để mình xem này thì nó bấm được bình thường luôn. Đây chúng ta sẽ nhìn nhá, mình bấm cái nút V3 nhá, là chân số 2 và chân số 12 này. Đó, mình đang chập giữa chân 2 và chân 12 là nút V3 mà chọn công suất ấy. Còn lại câu lại thôi. Tóm lại là sao nó lại chập được như này nhỉ? Tài nhỉ các bạn nhỉ? Ôi nó không lấy nét được, đang tự động. Không biết nó có cái gì đen mà nó chập được. Không hiểu. Nó không phải là môi trường ở quê mình nên mình không rõ được các bạn ạ. Ở mà quê mình nó không xỉn đen được như này đâu. Một 10 giây này, 1 phút này, 10 phút này. Start này. Dừng này, xóa này, chạy một dọn về, chạy một phút này, cộng 30 giây này. Alo, vâng đúng rồi anh, VPMS gửi hàng sửa. Như vậy là ngon lành nhá. Mình câu có sai đâu mà nó lại bị chập như kia mới buồn cười.
Mình lên VPMS à? Vâng. Thế đến cổng rồi mới gọi. Đến cổng rồi mới gọi. Sửa cái chết thì lên. Ôi giời, nó là cái biến tần của cái gáo múc mà. Gáo múc của cái máy đúc nhôm ấy. Vâng. Máy hỏng kìa. Ừ, đã cần cho anh nhé. Giờ anh xin nhé. Mình phải câu cái này vào là công tắc cửa đóng thì start nó mới được đấy các bạn ạ. Không ấn start ở đâu các bạn ạ, bởi vì là phải đóng con lắp cửa, tức là cái cửa này phải đóng vào thì mới được. Nhưng mình đã test thử rồi, ok tất cả rồi. Như vậy là mình đã xử lý được một chiếc lò vi sóng với lỗi là huyền thoại, đó là phím lỗi từ một của một cái bác rất là xa tận trong thành phố Hồ Chí Minh gửi. Mình thì rất nhiều người muốn gửi đồ sửa cho mình đấy, nhưng mình rất là bận nên mình xin lỗi, mình không nhận nổi, bởi vì mỗi người mình không thể, tức là mình nhiều việc quá mình làm không nổi mọi người ạ. Nhưng đây là những cái trải nghiệm cho chúng ta tham khảo ấy, là nhiều khi là ở những nơi mọi người đang sống ấy, là không có thợ họ có thể làm được những cái thiết bị và những cái man bệnh như này. Mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi nha. Hy vọng là các bác thợ non, các bạn thợ non mới đang học nghề ấy, mà theo dõi được cái video này đôi khi là sẽ làm được, giúp ích được cộng đồng, tức là và cũng là bản thân là có công việc và có thu nhập nhé. Chúc mọi người làm thành công và chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Mình sẽ kết thúc video. Chào tất cả các bạn.